Distopter WG30G2 là sản phẩm đai kéo giãn cuộc sống thế hệ mới đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Cũng giống như Distopter WG50 thì WG30G2 sử dụng nguyên lý bơm hơi đặc biệt. Khi được bơm căng lên, các túi khí sẽ giảm bớt áp lực của phần trên cơ thể lên thắt lưng, giúp hỗ trợ giảm chèn ép dây thần kinh trong khi bạn vẫn có thể đi lại hoạt động thoải mái trong thời gian dài. Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về sản phẩm đai kéo giãn cột sống Distopter WG50 là sản phẩm dành cho những người cao trên 1m6 hoặc trên 60 cân. Ở video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm khác của Distopter cũng sử dụng để điều trị đau lưng, đó chính là phiên bản Distopter WG30G2, phiên bản dành cho những người dưới 60 cân. Distopter WG30G2 là sản phẩm đai kéo giãn cột sống thế hệ mới đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Cũng giống như Distopter WG50 thì WG30G2 sử dụng nguyên lý bơm hơi đặc biệt. Khi được bơm căng lên, các túi khí sẽ giảm bớt áp lực của phần trên cơ thể lên thắt lưng, giúp hỗ trợ giảm chèn ép dây thần kinh trong khi bạn vẫn có thể đi lại hoạt động thoải mái trong thời gian dài. Việc sử dụng Distopter WG30G2 vô cùng đơn giản. Trước tiên, chúng ta cố định một bên của đai về miếng dán phụ. Sau đó, các bạn đeo đai ở phần thắt lưng, phía trên xương hông của mình và cố định phần còn lại. Lưu ý sao cho miếng dán phụ ở chính giữa bụng và phần đai ôm chặt vào cơ thể. Tiếp theo, chúng ta tiến hành bơm hơi, đặt đầu của bơm vào van bơm được gắn trên thiết bị. Sau đó bơm hơi vào trong đai bằng cách di chuyển lên xuống phần tay cầm. Mức áp suất được bơm vào trong đai sẽ hiển thị trên mặt đồng hồ của bơm. Và chúng ta chỉ cần bơm từ 10 đến 14 PSI để sử dụng. Sau khi bơm xong, chúng ta tháo bơm ra và sử dụng sản phẩm cho các hoạt động của mình. Chúng ta nên đeo sản phẩm từ 5 đến 6 tiếng một ngày để đai phát huy tối đa tác dụng. Đai có tác dụng với những trường hợp thoát vị đĩa đệm, trật khớp đốt sống lưng cấp tính và mãn tính, đau lưng do thoái hóa cột sống, chứng hẹp cột sống, bệnh nhân đau yếu lưng bẩm sinh, những người thường xuyên chơi thể thao hoặc nghề nghiệp ảnh hưởng đến lưng như lái xe, quay phim, làm việc thường xuyên với máy tính, làm việc văn phòng cố định, bê vác nặng, đau lưng do béo phì, phụ nữ đau lưng sau khi sinh, viêm gai đốt sống, đau thần kinh tọa. Tất cả các bệnh nhân cần điều trị kéo giãn hoặc chống đỡ cột sống. Phần vỏ hộp của đai được thiết kế rất là sang trọng với đầy đủ tem và nhãn mác của nhà sản xuất. Bên trong một bộ sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm một đai kéo giãn Distopter WG30G2, miếng dán phụ, bơm tay, túi giặt, sách hướng dẫn tiếng Việt, sách hướng dẫn tiếng Anh và phiếu bảo hành. Như mình đã giới thiệu ở trên thì Distopter WG30G2 là sản phẩm dành cho những người nhẹ cân hoặc những người chỉ cần lực kéo giãn nhẹ. Ưu điểm của đai WG30G2 là nhỏ gọn, dễ sử dụng, độ thông thoáng mà vẫn đảm bảo lực kéo giãn tốt. Sản phẩm được bảo hành một đổi mới trong vòng 1 năm nếu có lỗi do nhà sản xuất. Distopter đã có mặt ở Việt Nam hơn 8 năm nay và đã giúp cho hàng chục ngàn khách hàng tại Việt Nam quên đi cơn đau cuộc sống. Hiện nay, Distopter đang có chính sách giao hàng miễn phí và thanh toán tại nhà trên toàn quốc. Hoặc các bạn có thể qua trực tiếp văn phòng công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 50 đại lý trên toàn quốc để mua và dùng thử sản phẩm. Thông tin chi tiết về sản phẩm các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0969 685 333 để được hỗ trợ trực tiếp. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0969 685 333, website distopter.vn.